Chào mừng các bạn đã đến với Cà phê Không Đường News. Mời các bạn nghe một bài bình luận của tác giả Vũ Linh. Kinh tế Obama, Trump. Ác mộng của đảng Dân Chủ đã thành sự thật. Thống kê chính thức cho thấy trong tam cá nguyệt 2 của năm nay, tổng sản lượng GDP đã tăng 4,1%. Kinh tế tăng trưởng, tức là thiên hạ có công ăn việc làm, nhà máy sản xuất, hàng hóa được lưu thông, có mua có bán, toàn là những triệu chứng của một chính sách kinh tế mang lại thịnh vượng, dân giàu, nước mạnh, sao lại là ác mộng của đảng Dân Chủ? Câu trả lời không ai biết, vì đối với Dân Chủ cũng như truyền thông đại chúng, kinh tế mạnh, dân có công ăn việc làm, khỏi chết đói, đó không phải là ước vọng của họ. Trái lại, cả khối cấp tiến, cả ngày, chỉ lo chạy theo anh chuyên gia nói làm nhảm trên TV. Bill Maher, thắp nhang cầu xin, ước gì kinh tế sụp đổ toàn diện để ta có cơ hội lật đổ được Trump. Nói cách khác, lật đổ Trump đã trở thành nỗi ám ảnh hàng đầu của khối cấp tiến. Họ sẵn sàng trả cái giá kinh tế cả nước sụp đổ, triệu người thất nghiệp và vạn người chết đói đổi lấy một ông Trump. Nếu thái độ này chưa phải là triệu chứng của bệnh TDS nặng, thì cái gì mới gọi là triệu chứng mắc bệnh TDS? Thù ghét cá nhân một mình ông Trump đã trở thành quan trọng gấp bội công ăn việc làm và ấm no của hơn 300 triệu dân, chưa kể ảnh hưởng gián tiếp đến cả tỷ người khác trên thế giới. Trong cuộc bầu cử quốc hội tới, tất cả mọi chính sách, chủ trương, đường lối, kế hoạch, khẩu hiệu trong mọi khu vực từ an ninh đến quốc phòng, kinh tế, giáo dục, y tế, kỹ nghệ, canh nông, ngoại thương, v.v. của đảng Dân Chủ có thể tóm gọn lại đúng hai chữ: bán Trump. Hết chuyện. Trước việc thống kê chính thức xác nhận kinh tế tiếp tục tăng trưởng mạnh, vượt qua ngưỡng của 4%, đại đa số dân Mỹ 59% ủng hộ chính sách kinh tế của Tổng thống Trump. Theo một thăm dò mới nhất của CNBC, con đẻ của đài NBC của đảng ta, thay vì hoan nghênh chính sách kinh tế của Tổng thống Trump làm cho dân giàu nước mạnh, thì truyền thông đại chúng vật lộn bứt tốc để tìm cách hóa giải tin đó. Họ tìm ra được hai cách hóa giải. Cách thứ nhất là tặng huy chương cho Obama, vì theo họ đó chính là thành quả muộn của chính sách kinh tế Tổng thống Obama. Cách thứ hai, diễn giải rằng tăng trưởng cao chỉ là hiện tượng nhất thời vô nghĩa. Cái lý thú trong lý luận trên là họ không nhìn thấy cái mâu thuẫn trong lý luận khập khiễng đó. Lý luận như vậy chẳng hóa ra là nhìn nhận thành quả kinh tế của Obama cuối cùng vẫn chỉ là một hiện tượng nhất thời vô ý nghĩa sao? Sự thật, cả hai lập luận đều là loại ngụy biện mà kẻ này gọi là loại cả vú lấp miệng em, hay là loại mà dân rau muống gọi là chuyện bố láo. Kinh tế Obama đã được kẻ này bàn quá nhiều, nhưng những người không muốn biết vẫn chưa biết, không muốn nghe vẫn chưa nghe thấy gì. Không ai chối cãi Tổng thống Obama thừa hưởng một gia tài không có gì là hấp dẫn. Khủng hoảng kinh tế hết sức trầm trọng. Bỏ qua việc tranh cãi về nguyên nhân xa gần, ta thử nhìn vào cách bác sĩ Obama chữa bệnh. Không ai chối cãi kinh tế đã phục hồi, nhưng điều mà những vị gọi là cuồng Obama nhất định nhắm mắt, bịt tai, không muốn biết là cuộc phục hồi kinh tế của Tổng thống Obama là một cuộc phục hồi yếu ớt nhất và chậm nhất lịch sử các khủng hoảng kinh tế Mỹ. Đó là nhận định của CNN đấy, các cụ ơi. Tại sao? Để các vị cùng Obama bớt giận, kẻ này phải nói ngay, không phải vì Tổng thống Obama dốt đâu. Cho dù ông chưa học nửa ngày kinh tế nhập môn, thì vẫn có cả chục hay cả trăm cố vấn kinh tế với đủ loại bằng cấp, đủ loại giải thưởng, kể luôn cả vài vị với giải Nobel kinh tế nữa. Phục hồi chậm không phải vì Tổng thống Obama không biết cách làm nhanh hơn, mà vì phục hồi kinh tế chưa bao giờ là ưu tiên của Tổng thống Obama và ekip của ông. Trong lý thuyết kinh bang tế thế, có hai trường phái rõ rệt. Chủ trương của khối xã hội chủ nghĩa là lo công bằng, tái phân phối lợi tức và kinh tế chỉ là phương tiện tạo công bằng xã hội. Hai là chủ trương của khối tư bản, lo tăng trưởng kinh tế cho dân giàu nước mạnh. Như kẻ này đã viết nhiều lần, một là lo chia cái bánh đang có cho đều tất cả mọi người,
công bằng tối đa, cho dù có công bằng trước chén bò bò. 2. Là làm cho cái bánh lớn ra. Tuy không đồng đều cho mọi người, nhưng phần mỗi người đều lớn ra và nhiều hơn. Chính sách kinh tế của Tổng thống Obama là lo tái phân phối lợi tức, chứ không phải là lo tăng trưởng cho nhanh. Trong suốt 8 năm Obama, kinh tế tăng trưởng trung bình chưa tới 2% một năm, nhưng ông tuyệt đối không lo lắng chuyện này. Muốn hiểu chính sách kinh tế của Tổng thống Obama, phải nhớ lại câu nói của ông Rahm Emanuel, chánh văn phòng đầu tiên của Tổng thống Obama, không bao giờ nên bỏ qua cơ hội của một khủng hoảng. Tổng thống Obama nhậm chức, lãnh cái gia tài khủng hoảng tài chính kinh tế, có thể nói lớn nhất thế kỷ. Ông lợi dụng cuộc khủng hoảng đó để tìm cách tái phân phối lợi tức theo đúng mô hình xã hội chủ nghĩa. Vì cuộc khủng hoảng đưa đến khó khăn kinh tế tràn lan, nên Tổng thống Obama có đầy đủ lý do viết lại những luật lệ an sinh xã hội, trợ cấp đủ kiểu. Quý độc giả khoan vui mừng vì thấy một vị Tổng thống lợi dụng khủng hoảng để có hành động giúp dân nghèo, ban phát trợ cấp ảo ạt. Đúng là Tổng thống Obama giúp dân nghèo, không sai. Nhưng cái giúp đó là cái giúp nhất thời, chỉ với mục đích lấy phiếu bầu bán cho cá nhân ông và cho đảng của ông trong những kỳ bầu án tới. Tại sao lại gọi đó là những việc làm có tính nhất thời? Chỉ vì những biện pháp đó không thể nào kéo dài hơn vài năm, chứ đừng nói tới vĩnh viễn. Kẻ này xin đơn cử vài ví dụ nhỏ. Tổng thống Obama gia hạn việc giảm tiền đóng góp mỗi tháng vào quỹ tiền già SSI, tiếp tục biện pháp tạm của Tổng thống Bush con để kích cầu kinh tế. Đó là biện pháp có lợi nhất thời, nhưng về lâu về dài, có hại cho những người đóng góp, vì đóng góp ít tất nhiên là về già sẽ nhận được ít tiền già hơn. Tổng thống Obama ban hành luật gia hạn trả tiền thất nghiệp. Hiển nhiên, không cần bàn thêm thì ai cũng thấy đây chỉ là biện pháp ngắn hạn. Chứ chẳng lẽ nhà nước cứ tiếp tục trả tiền thất nghiệp cho cả chục triệu dân vĩnh viễn sao? Tìm ra việc làm cho họ mới là giải pháp lâu dài. Tổng thống Obama ban hành cái gọi là Obamacare, là cái chuyện chục tổng thống trước không dám làm vì cái giá về lâu về dài quá đắt, sẽ đưa đến việc gia tăng bất tận chi phí bảo hiểm y tế, cũng như dịch vụ y tế, bác sĩ, nhà thương, thuốc. Nhưng Tổng thống Obama không cần nghĩ chuyện lâu dài, mà chỉ nghĩ đến cuộc bầu cử tới, cũng như nghĩ đến cái gia tài lưu danh muôn thuở của ông, sẽ được tiếng là cha đẻ của cả hệ thống y tế tân thời của Mỹ, không thua gì Tổng thống Johnson, cha đẻ của Medicare cho người già. Tất cả những biện pháp trên chẳng những ngắn hạn mà còn mang tính biện pháp xã hội, không phải biện pháp kinh tế. Tổng thống Obama trực diện khủng hoảng kinh tế, ông đã làm gì để khôi phục kinh tế? Câu trả lời: tăng thuế liên tinh và tiếp tục thi hành chính sách của Tổng thống Bush con. Xin quý vị cùng Obama bình tĩnh, khoan tắt máy computer vì sợ phải đọc tiếp. Vâng, Tổng thống Obama không tăng thuế lợi tức vì đó là cách bóc lột trắng trợn quá, sẽ mất job ngay. Tổng thống Obama khôn khéo hơn nhiều, ông tăng hàng loạt thuế, nhưng toàn là những loại thuế linh tinh, vô hình mà ít người nhìn thấy, trong khi truyền thông đại chúng giúp chôn giấu dùm. Tiêu biểu nhất mà ai cũng biết là thuế Obamacare, mà chính quyền Obama gọi là tiền phạt nếu không mua bảo hiểm sức khỏe, mà tối cao pháp viện xác nhận đó là thuế không hơn không kém. Trên thực tế, Tổng thống Obama tăng hơn 20 loại thuế vô hình. Trên thực tế, Tổng thống Obama tăng hơn 20 loại thuế vô hình. Ngoài việc tăng thuế lên lút này, truyền thông đại chúng tung hô Tổng thống Obama đã có những biện pháp hết sức hữu hiệu để chặn đứng khủng hoảng và phục hồi kinh tế. Ta xét lại thử. Theo Feta, trong năm đầu 2009, khi khủng hoảng kinh tế ở mức đỉnh, Tổng thống Obama đã lấy 3 biện pháp quan trọng: cứu ngân hàng, cứu kỹ nghệ xe hơi và đã kích cầu kinh tế. Đó là 3 biện pháp siêu việt của Tổng thống Obama mà theo truyền thông đại chúng nhờ đó đã cứu kinh tế Mỹ. Sự thật, xin lỗi quý vị cùng Obama, nhưng có hơi khác. Về việc cứu ngân hàng, Tổng thống Obama chỉ làm đúng một chuyện, đó là tiếp tục sách lược của Tổng thống Bush con. Tổng thống Bush con và Bộ trưởng Paulson là những người đã tung ra khoảng 800 tỷ đô
để củng cố vốn cho các ngân hàng bị lỗ lã nặng vì nợ xấu. Cũng như đã nhất thời quốc hóa hai cơ quan tái tài trợ nợ mua nhà cho các ngân hàng là Financial và Freddie Mac. Công lớn của Tổng thống Obama là tiếp tục sách lược đó, tiếp tục chi tiền gánh nặng cho các ngân hàng, rồi sau khi tình trạng ổn định, thu lại số tiền đó từ các ngân hàng trả lại. Công bằng mà nói, Tổng thống Obama có ban hành luật mới để kiểm soát các ngân hàng chặt chẽ hơn. Nhưng vấn đề là sau khi bò đã chạy hết thì mới lo làm chuồng, mà làm chuồng lại quá kỹ. Luật lệ vay mượn bị siết chặt quá mức, đến độ bóp nghẹt tăng trưởng kinh tế, đưa đến tình trạng phục hồi kinh tế yếu và chậm nhất lịch sử Mỹ. Quý vị độc giả thử nhớ lại, trong thời gian mấy năm sau đó, vay tiền ngân hàng để làm kinh doanh và nhất là để mua nhà khó trần ai cỡ nào, thì thấy ngay tác dụng của luật cải tổ ngân hàng của Tổng thống Obama. Chuyện cứu kỹ nghệ xe hơi cũng không khác mấy. Khủng hoảng đe dọa hai hãng xe Chrysler và General Motors cuối năm 2008, một tháng trước bầu cử Tổng thống. Tháng Chạp năm 2008, Tổng thống Bush đơn phương ký sắc lệnh trích ngay 18 tỷ đô trong tiền cứu trợ ngân hàng để cứu hai hãng xe này khỏi phải khai phá sản. Và Bộ trưởng Tài chánh Han Poulsen vạch ra kế hoạch dài hạn tái cấu trúc cả hai hãng xe. Cái công lớn của Tổng thống Obama đã thực hiện kế hoạch sau đó, sau khi ông nhậm chức. Về kích cầu kinh tế, Tổng thống Obama bán món hàng kích cầu kinh tế bằng cách khoe bánh vẽ. Nếu phê chuẩn thì tỷ lệ thất nghiệp khi đó đang ở mức 6%, sẽ giảm xuống 4-5%. Không phê chuẩn thì thất nghiệp sẽ nhảy lên mức khủng hoảng là 8% ngay. Quốc hội xanh mặt, phê chuẩn ngay. Vài tháng sau, thất nghiệp vọt qua mức khủng hoảng, nhảy lên 9-10% và trụ trì ở đó 4-5 năm mới bắt đầu giảm, và giảm chậm hơn trên. Tổng thống Obama lo lắng, không chút nào hết, thất nghiệp cao, dân lẫn chợ cấp đông đi bỏ phiếu mạnh, tái đắc cử. Ấy vậy mà một năm rưỡi sau khi về hưu nằm nhà viết sách, khi thấy tăng trưởng kinh tế leo hơn 4% và tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 4%, thì lại hùng hục chạy ra đấm ngực, nhờ tôi hết đấy, các cụ ơi. Chỉ vì chính sách kinh tế của tôi cao siêu lắm, phải đợi cỡ 2 năm sau khi tôi về hưu mới có tác động đấy. Thật ra, đây là nhận vơ, không hơn không kém. Nói đến kinh tế Obama, mà không nói đến TPP, cũng là một thiếu sót lớn. Trên nguyên tắc, đây là một loại hiệp ước mậu dịch quốc tế, có mục đích phát huy giao dịch kinh doanh giữa các quốc gia quanh Thái Bình Dương. Trên thực tế, đây là một loại hình thức liên minh kinh tế của các nước này chống lại tân đế quốc Trung Cộng, do đó bị Trung Cộng tẩy chay. TPP cũng không khác gì NATO, gọi là liên minh của vài chục nước, nhưng thực tế là Mỹ chống lưng, lãnh đủ hết. Tổng thống Trump chán ngấy cái trò này nên rút ra. TPP tốt hay xấu cho Mỹ? Có hai chỉ dấu có thể dùng để lượng giá. Tổng thống Obama chưa bao giờ dám mang TPP ra trước Quốc hội để thảo luận và xin phê chuẩn một cách chính thức, vì biết trước sẽ bị chống đối và bác bởi ngay bởi các đồng chí dân chủ của ông. Bà Hillary khi ra tranh cử đã đả kích TPP vì TPP gây hại lớn cho kỹ nghệ và giới lao động Mỹ, khiến bà sợ ủng hộ TPP sẽ mất phiếu của khối này ngay. Đã vậy, TPP cũng hoàn toàn vô hiệu. Trung Cộng chuyển hàng qua vài đàn em, rồi từ đó bán qua Mỹ dưới chế độ ưu đãi của TPP. TPP chính là thành quả mậu dịch quốc tế lớn nhất của Obama đấy. Kinh tế Trump khác xa với kinh tế Obama, một trời một vực. Do đó, nói những gì xảy ra hiện nay là hậu quả của các chính sách của Obama, lo nói theo kiểu phe phái mà không biết mình nói cái gì. Trong thời gian tranh cử tổng thống, ông Trump đã đưa ra hàng loạt biện pháp kinh tế ông sẽ thực hiện. Nhận định về kế hoạch kinh tế của ứng cử viên Trump, ông Paul Krugman, giải Nobel Kinh tế, đã viết bình luận trên giấy trắng mực đen. Theo ông Krugman, nếu Tổng thống Trump giữ những lời hứa như rút ra khỏi TPP, giảm thuế lợi tức cá nhân, giảm thuế lợi nhuận công ty
giảm thuế đánh trên tiền đô hồi hương từ các thiên đường thuế nước ngoài Mỹ, khai chiến mậu dịch với Trung Cộng, thay bà Janet Yellen, chủ tịch hệ thống ngân hàng dự trữ liên bang để tăng lãi suất, xóa bỏ hàng loạt thủ tục chánh đáng đang được dùng để điều hành guồng máy kinh tế, thu hồi luật ngân hàng của Obama đang kiểm soát tín dụng cả nước, thì đó sẽ là những hành động ngu xuẩn nhất và sẽ đưa kinh tế Mỹ và kinh tế cả thế giới tới đại nạn suy trầm mà không ai thấy đâu là đáy. Thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ toàn diện trong chớp mắt. Đó là nhận định của ông Nobel Kinh tế Krugman. Tổng thống Trump trong một năm rưỡi trôi qua đã làm tất cả những chuyện đó, không trừ một chuyện nào. Bây giờ thất nghiệp đang ở mức thấp nhất từ gần 40 năm qua, kinh tế tăng trưởng tới hơn 4%. Một cách đo dễ nhất, thị trường chứng khoán Dow Jones dưới thời Tổng thống Obama từ tháng 8 năm 2012, 3 tháng trước bầu cử, tới tháng 8 năm 2016, cũng 3 tháng trước bầu cử. Dow Jones tăng từ 13.300 điểm tới 18.500, hay là tăng 5.200 trong 4 năm, nghĩa là trung bình 1.300 điểm một năm trong suốt nhiệm kỳ 2. Dưới thời Tổng thống Trump, từ tháng 8 năm 2016 tới tháng 8 năm 2018, Dow Jones tăng từ 18.500 tới 25.500 điểm, hay là tăng 7.000 điểm trong 2 năm qua, nghĩa là trung bình 3.500 điểm một năm, gần gấp 3 lần dưới thời Obama. Một cách khác, Tổng thống Obama công khai tuyên bố với đám dân lao động Michigan: việc làm của các anh mất luôn, đi luôn rồi và sẽ không bao giờ trở lại. Đó là chuyển biến của bánh xe lịch sử. Qua thời Trump, việc làm trong khu vực chế xuất tăng đều chi 1-200.000 việc mỗi tam cá nguyệt. Thưa Tổng thống Obama, Tổng thống là người lãnh đạo có trách nhiệm lái xe, hay chỉ là lữ khách ngồi trên xe, cho xe chạy đâu thì chạy rồi đổ thừa tại xe chạy theo lịch sử? Tất cả mọi biện pháp kinh tế tài chánh của chính quyền Obama đều lật ngược bởi Tổng thống Trump. Tất cả những tiên đoán của ông Nobel Krugman đều sai bét. Dù vậy, phe ta vẫn mặt trời chán bóng, đấm ngực, đó là thành quả của Obama. Một vài anh nhà báo khác có hiểu biết hay có tự trọng hơn một chút, không dám trơ trẽn nhận vơ quá lố bịch, nên đã đưa ra một lập luận khác để chỉ trích. Họ cho rằng tỷ lệ tăng trưởng 1,4% là một biệt lệ, một thống kê bất thường không phản ánh được một sự tăng trưởng vững bền lâu dài, và tam cá nguyệt tới sẽ giảm mạnh. Bất thường vì theo họ, trong tam cá nguyệt 2 vừa qua, các chuyên gia lo sợ cuộc chiến mậu dịch giữa Mỹ và Âu Châu, và nhất là Trung Cộng. Do đó, nhiều chuyên gia đã gia tăng sản xuất tối đa để xuất cảng tối đa trước khi hàng xuất cảng của họ bị châu Âu và Trung Quốc đánh thuế quan trừng phạt, trả đũa cho việc tăng thuế quan của Tổng thống Trump. Trước hết phải nói ngay số hàng có thể bị tăng thuế so với cả nền kinh tế Mỹ nhỏ hơn 3 hột cát, chưa kể đại đa số là hàng nông nghiệp, không phải muốn tăng sản xuất là một sớm một chiều có thể tăng ngay. Làm như thế, ngày hôm nay ông nông dân Mỹ đang sản xuất 100 tấn đậu nành chẳng hạn, bất thình lình tuần sau ông quyết định tăng lên 200 tấn là có ngay 200 tấn. Do đó, lập luận kinh tế trong tam cá nguyệt vừa qua tăng vọt nhất thời vì cuộc chiến mậu dịch chỉ là gượng ép và không chính xác. Bình thường thì trong chu kỳ kinh tế, tăng trưởng tương đối mạnh nhất vào tam cá nguyệt 2, vì đó là lúc các doanh nghiệp bắt đầu sản xuất mạnh lại sau khi lo tiêu thụ trong tam cá nguyệt đầu những hàng sản xuất cho các dịp lễ cuối năm còn lại. Qua tam cá nguyệt 3, tăng trưởng sẽ giảm thấp xuống một chút. Dù sao thì nhìn chung, khó ai có thể chối cãi kinh tế của Tổng thống Trump nhắm vào tăng trưởng thay vì chỉ nhắm vào phân phối lợi tức. Đã có những thành quả hiển nhiên dựa trên hai yếu tố chính. Một, chính sách giảm thuế lợi nhuận kinh doanh đã khuyến khích các công ty kinh doanh gia tăng sản xuất, kể cả mang tiền từ nước ngoài về đầu tư, phát triển hãng xưởng, tạo công ăn việc làm. Và hai, việc cắt bỏ cả ngàn thủ tục
luật lệ hành chánh chói tay các doanh nhân, giúp họ có cơ hội mở mang hãng xưởng, thuê mướn công nhân dễ dàng hơn. Đó là thực tế mà cả triệu dân lao động, nhất là trong các tiểu bang kỹ nghệ vùng Đại Hồ, đã nhìn thấy, bất kể truyền thông đại chúng xuyên tạc cách nào. Thật ra trong nền kinh tế già nua của Mỹ, tăng trưởng cao quá không có lợi gì. Vì nôm na thì cái gì cũng đã đầy ắp rồi. Tăng trưởng quá sẽ sôi sục, tạo ra lạm phát, vật giá leo thang quá nhanh. Chỉ khiến nhà nước phải tăng lãi suất để hạ hỏa lại thôi. Chỉ có những nước còn nghèo thì mới cầu mong cho kinh tế tăng trưởng cỡ 6-8%. Kinh tế Mỹ mà phát triển đều đặn trên dưới 3% mỗi năm sẽ là một thành công lớn để đời của Tổng thống Trump. Cho đến nay, qua 5 tam cá nguyệt liên tục, trung bình tăng trưởng đã lảng vảng ở mức 3% này. Một tin không vui cho dân chủ vài tháng trước bầu cử. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin nóng được phát trên kênh Cà phê Không Đường News. Mời các bạn nhấn nút đăng ký để đón xem những video khác của Cà phê Không Đường.